Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 125. Cái bản đời cũ được phục dựng không thua gì cái bản đời mới. Tuy không phải là cái chiếc future mới nhất trên thị trường, nhưng cái dòng là future now hay còn gọi là quay 125i đã khiến cho biết bao nhiêu con tim phải mê mệt săn tìm và dọn theo rất nhiều cách khác nhau. Và phiên bản dưới đây được người chủ phố nhiều đồ chơi giá trị cho các bản độ thêm cái sức hút. Phía sau tay lái là một cái thanh trợ lực Holin cam màu xám cũng rất đẹp, hợp yên lạc với phần chiếc áo con xe. Chi tiết độ thêm này được canh chỉnh thiết kế một cái thế bắt rất là gọn gàng. Chiếc xe còn được nâng cấp một cái cụm phanh dầu đồ chơi cũng rất hầm hổ, là cái dòng Rambo Costa Costa giá trị khoảng 5 triệu. Bên cạnh có dùng thêm cái chiếc bình dầu Rambo trong suốt đi cùng với cái nắp Daytona cam màu đỏ làm điểm nhấn. Xem một lần nữa, chúng ta thấy được toàn cảnh phần đầu xe. Ở đây ta thấy một cái bộ cụm ga CNC chuẩn cái xe bên thái đến tận góc cạnh. Mẫu cụm này ở Việt Nam thì khoảng hơn 2 triệu. Cái dàn đầu tam giác bao nhiêu đó thôi cũng là đến từ cái dàn chân với cái nguồn dầu heo tấm đầu. Đi đâu cùng với con heo Rambo Blitz 2 bit đã xứng. Đĩa trước là cái dòng 220 được người chủ lựa chọn cái lòng đĩa đen. Bởi vì cái phần nó bậc nhất nhường lại cho cái nền nhôm với hai cái gam màu trắng vàng phối cùng với nhau. Xung quanh phần động cơ được điểm xiết một vài món đồ chơi giá trị, ví dụ như cái ốc âm lửa, ốc nhớt Takawa, cái cần đặt máy của Katek, cái phuộc sau của Holden đi liền với kính đấm chỉnh dưới cái chân phuộc, giúp người dùng kiểm soát hành trình đàn hồi chiếc xe theo ý muốn bản thân. Trang bị thêm một cái chén lò xo để đẩy cái lò xo cao hơn không bị cạy vào các cạc te. Exeter 135 siêu chất lấy ý tưởng từ một gam màu đen hot. Các chiếc Exeter 5 độ hôm nay sau khi được chia sẻ lập tức nhận được rất nhiều cái sự quan tâm anh em chơi xe trong nước. Một điểm nhấn không chỉ nằm cái dàn đồ chơi cực kỳ chất mà em ấy đang có, và em ấy còn nâng cấp một bộ cánh với một cái tông màu xanh xi măng vô cùng đẹp mắt. Được anh em gọi với một cái tên thân mật là xanh xi măng với cái tông màu hiện hữu cho cái phiên bản là Dix 150 cái đời đặc 2009, lập tức nhận được rất nhiều cái sự quan tâm anh em chơi xe trong nước bởi cái tông màu trang nhã nhẹ nhàng không quá sáng nhưng vô cùng nổi bật. Phần đầu xe ta đang thấy cái bộ đồng hồ Casio đa chức năng version 2 được sản xuất dành cho cái Exeter và Suede sử dụng. Các thông số và cách bố trí cũng tương tự cái mẫu cũ, chỉ khác ở điểm là cái nền được làm bằng cái đệm carbon bơ. Hai bên sử dụng cái cụm công tắc NBS để thêm vào một cái chức năng ở cụm bên phải. Tiếp đó, ta thấy cái cụm con tiếp em, một món đồ chơi đến từ hiệu của Domino được sản xuất tại Ý, dành cho tất cả các dòng xe sử dụng được hết, bao gồm những mẫu tay ga sử dụng làm thanh đường sau cũng lựa chọn cái mẫu tay này. Tay nắng của Costa Costa mức giá bán thị trường khoảng 6 triệu. Lắp ráp cũng rất dễ dàng, canh dầu cũng rất nhanh nhờ vào cấu tạo ốc gió nằm trực tiếp trên cụm. Tuy nhiên do kích thước hơi lớn buộc lòng chiếc xe khoét rộng cái phần chữ áo nhiều hơn để không dễ cạy cứng. Cái con xe độ đẩy sổ cho mình cái chạy lực Magic kẹp sườn với hành trình là 110m, đi cùng với 16 chỉnh nặng nhẹ. Đây là một giải pháp cực tốt để chống sát phần đầu cho độ cao, đặc biệt trong những cái cung đường thẳng. Cái phần nhựa nhám được tính toán khoét mũ vô cùng tinh tế, liên đặt một cách kỳ lạ và không dư một cái chi tiết thừa hay là cắt phạm. Nhìn xuống dàn chân ta thấy sợi dầu heo được bấm nhắc dầu bằng nhôm CC, liên đặt với hai tông màu chủ đạo đen đỏ. Kết nối cùng có con heo Rambo Blitz 2 bit đã xứng, đi cùng đĩa Gaffer KTM chính hãng. Hai món đồ chơi ước tính tiêu tốn khoảng đồng 2 củ, chưa bao gồm tiền công chế phát và ốc Titan xung quanh. Cái giảm sau ở dụng cho mình là phục Holden bình dầu rời. Đây chính là cái món đồ chơi sang chảnh dành cho các tính đồ chơi xe đặc thụ, bởi mức giá của nó ước tính là khoảng hơn 10 triệu. Một cái món đồ chơi thì không quá lớn nhưng cũng phải không ai dám bỏ ra. Ở dụng cho mình đĩa tải CNC làm bằng chất liệu 705 cho khả năng chịu tải cũng tốt và độ bền rất cao. Cái dàn chân lựa chọn cho mình cái mâm ba đao thần thánh được anh em sử dụng khá nhiều ở trường Malaysia và sau đó đến thị trường Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.